Ngày hôm nay, Minh được Tử Vi rất là vui khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Là đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được vận trình cải hung hóa cát, vượng vận quý nhân, nhiều vận may ập tới bất ngờ, đổi đời đại gia, giàu có hơn người. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi muốn gửi tới quý bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, thầy tử vi báo trước cực chính xác, đúng từ nay tới ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch 2024. Con giáp tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, trời Phật độ mệnh, vận hạn tiêu tan, tiền vàng rủng rỉnh, đổi đời giàu sang tột đỉnh. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 thân mến, giàu sang mà dễ dàng thì đời không ai nghèo khổ, hạnh phúc mà tới cuộc sống ai muốn đơn độc một mình. Chính vì sự chiến thắng nó không dễ có được, nên việc phải trả một cái giá đã tương xứng trong khả năng của bản thân cũng là điều dễ hiểu. Lại nói nếu ta đã yêu hết mình, đã thương nhiệt tình, đã trao đi chân tình, thì nếu có đổ vỡ, chia ly cũng đâu có gì mà cần phải nhìn lại quá khứ rồi sầu bi. Vậy là đã nửa năm trôi qua, hẳn là ai trong chúng ta cũng hy vọng cuối năm nay cuộc sống sẽ khấm khá hơn. Thế nhưng tử vi học có nói, trời sinh mỗi người mỗi số mệnh, không phải ai sinh ra cũng gặp nhiều may mắn, và mọi thành quả đạt được đều sau nỗ lực mà có. Đối với những người cố gắng không ngừng, họ luôn tin vào ngày mai tươi sáng, chỉ cần chăm chỉ thì đến một ngày nào đó sẽ được đền đáp xứng đáng. Mới đây nhất, các bậc thầy tử vi tiết lộ bí mật, từ nay đến ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch này, tuổi Kỷ Mùi lưu ý được điều này thì cũng đồng nghĩa với việc cải vận, thay mệnh, phất lên giàu có bất ngờ, tiền bạc ập đến, mua nhà, tậu xe. Và đặc biệt tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, nhờ tính cách chịu thương, chịu khó, giản dị, tiết kiệm mà người yêu, kẻ mến quý nhân tương trợ, thần tài chỉ đường vượt qua vận hạn, phúc lộc các tinh cao chiếu, mọi việc suôn sẻ và ổn định hơn trong tương lai, có nhà cao cửa rộng, tiền tỷ gửi ngân hàng, về già an nhàn hưởng phúc bên con cháu. Vậy hãy cùng xem diễn biến vận trình từ nay đến ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch của tuổi Kỷ Mùi ngay trong video này quý khán giả nhé. Quý anh chị tuổi Kỷ Mùi thân mến, bây giờ tôi không muốn nói nhiều nữa, chỉ muốn kiếm tiền thôi. Có một lời bài hát nôm na là vậy, chắc Kỷ Mùi cũng đang nghĩ vậy. Nhưng Kỷ Mùi à, tiền cuối cùng chỉ là công cụ, đừng để nó thành mục đích sống. Ta có thể nghèo, cũng có thể nói, cũng có thể khó khăn hoặc vất vả ngược xuôi một tí, nhưng ta sẽ không hiền mà cũng không quỳ trước vật chất. Phụ huynh ta làm gì ta còn có thể làm, ta kiếm gì ta còn lắm trách nhiệm phải gồng gánh trên người. Chỉ có vậy, không đáng để vì tiền mà đánh mất những cái giá trị nhân văn hay sự thoải mái của tinh thần mình trong cái kiếp làm người này. Nên hãy cứ chiến, cứ cố, cứ phấn đấu và cứ nỗ lực. Còn lại trời biết, đất biết, người không biết thì quỷ thần biết. Chỉ cần Kỷ Mùi làm đúng, chỉ cần hành vi của Kỷ Mùi không sai, thêm chút nhân văn và thiện tính vào trong đấy, thì sớm hay muộn, Kỷ Mùi sẽ được đầy tài lộc mà thôi. Nếu Kỷ Mùi thật sự nghiêm túc, muốn thay đổi cuộc đời, Kỷ Mùi sẽ tìm được đường hướng. Nếu không, Kỷ Mùi sẽ tìm được một nguyên do để đổ tại. Lời này không phải là tử vi, mà là để nhắc nhở rằng khi có đoạn thử thách đã qua rồi, khi cái con người đúng của Kỷ Mùi đã thức dậy rồi, cũng là lúc thời thế sắp tới cho Kỷ Mùi được sự thông thuận cùng một chút may mắn, mà ngay ngắn ngồi viết lại cuộc đời mình, một chương mới, một diễn biến mới, một cái kết mới, hài hòa và nhiều phần an yên, những cái mạnh mẽ mặc định rằng, cười lên và nói rằng tôi ổn, vì thế giới này sẽ chẳng có một người thật sự quan tâm, chẳng chờ đợi gì từ người nào khác cả, vì cuối con đường cũng chỉ còn là chính ta với bản ngã đồng hành. Ở đời không ai muốn phải trở thành kẻ mạnh mẽ, nhưng đôi khi nó là điều Kỷ Mùi cần phải làm trong những giai đoạn sóng gió nhất của nhân sinh. Ngày mai khi mặt trời lên, một ngày mới lại bắt đầu,
tất cả chúng ta lại phải chiến đấu và đối diện với những suy tư của chính mình. Có thể lúc này đây, hay khuya, đêm nay sẽ không ai ở bên cạnh Kỷ Mùi cả, nên chỉ biết nhắn nhủ rằng mong Kỷ Mùi một đời an ổn. Con giáp tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, thuộc hành quả trong ngũ hành với thiên can Kỷ, thuộc hành thổ biểu trưng cho sự bền bỉ, kiên định và ổn định, kết hợp với con giáp Mùi, biểu tượng của sự hiền lành, dịu dàng và tinh tế. Người tuổi Kỷ Mùi mang cho mình một trái tim nhân hậu, lòng kiên trì và tinh thần trách nhiệm cao. Người tuổi Kỷ Mùi thường có tính cách hiền hòa, điềm đạm và sâu sắc. Họ là những người sống nội tâm, yêu thích sự yên bình và hài hòa trong cuộc sống. Thiên can Kỷ thuộc hành thổ mang đến cho họ sự kiên định, ổn định và một tâm hồn vững vàng trước những biến động của cuộc đời. Con giáp Mùi giúp họ có được sự tinh tế, nhạy cảm và khả năng cảm thông sâu sắc với người khác. Những người tuổi này thường có tấm lòng nhân hậu, sẵn sàng giúp đỡ người khác mà không mong cầu đền đáp. Họ luôn tỏa ra một nguồn năng lượng tích cực, làm dịu đi mọi căng thẳng và mang đến sự thoải mái cho những người xung quanh. Họ yêu thích sự đơn giản, không ưa sự phô trương hay cạnh tranh, mà thay vào đó là sự ổn định và bền vững trong mọi việc. Người tuổi Kỷ Mùi có khả năng kiên trì và nhẫn nại. Họ không ngại đối mặt với khó khăn và luôn giữ vững tinh thần trong mọi hoàn cảnh. Tuy nhiên, sự nhạy cảm và nội tâm của họ đôi khi khiến họ trở nên dễ tổn thương trước những lời chỉ trích hay những biến động không mong muốn. Họ cần học cách bảo vệ bản thân, tăng cường sự tự tin và không quá phụ thuộc vào ý kiến của người khác. Trong hành trình cuộc đời, người tuổi Kỷ Mùi hiểu rằng sự kiên trì và nhẫn nại là những phẩm chất quý báu, giúp họ vượt qua mọi khó khăn và đạt được thành công bền vững. Họ nhận ra rằng để thực sự hạnh phúc không chỉ cần có sự ổn định và an lành, mà còn phải biết chấp nhận và học hỏi từ những thử thách của cuộc sống. Họ học cách cân bằng dưới sự nhạy cảm và sự kiên định để có thể đối mặt với mọi biến động một cách bình tĩnh và tự tin hơn. Người tuổi Kỷ Mùi cũng hiểu rằng cuộc sống không chỉ là về việc đạt được những thành tựu cá nhân, mà còn là về việc xây dựng những mối quan hệ chân thành và ý nghĩa. Họ học cách mở lòng chia sẻ và tìm kiếm niềm vui trong những điều giản dị hàng ngày. Họ hiểu rằng hạnh phúc thật sự đến từ sự hài hòa giữa các mối quan hệ, từ việc cho đi và nhận lại trong tình yêu thương và sự sẻ chia. Trong các mối quan hệ, người tuổi Kỷ Mùi luôn cố gắng duy trì sự chân thành và lòng trung thành. Họ là những người bạn, người đồng nghiệp và người thân đáng tin cậy, luôn sẵn lòng giúp đỡ và chia sẻ với người khác. Họ biết rằng để xây dựng một mối quan hệ bền vững cần phải có sự hiểu biết, lòng khoan dung và khả năng cảm thông. Họ luôn nỗ lực để tạo ra một môi trường hòa hợp, yêu thương trong gia đình và xã hội. Người tuổi Kỷ Mùi với sự kết hợp giữa lòng nhân hậu và sự kiên định là hình ảnh của một con người dịu dàng nhưng mạnh mẽ. Trên con đường nhân sinh, họ không chỉ nhạy cảm và tinh tế mà còn biết cách duy trì sự ổn định và bền bỉ trong mọi việc mình làm. Chính sự hòa quyện với sự hiền hòa của con giáp Mùi và sự vững chắc của thiên can Kỷ làm nên sự khác biệt của người tuổi Kỷ Mùi, mang đến cho họ một cuộc sống trọn vẹn, bình an và hạnh phúc. Sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, từ nay đến ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch 2024. Từ nay đến ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch, vận trình bán hung, bán cát bạch lộ là tiết khí quan trọng, phản ánh sự biến đổi lớn về tiết trời. Đó là sự kết thúc của mảnh xuân và bắt đầu cho tiết trung. Từ nay đến ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch này, người tuổi Kỷ Mùi có dịch mã tòa mệnh. Dịch mã vốn là một hung thần, nó mang tới điểm xấu trong mọi mặt của cuộc sống. Nó khiến chúng ta phải chạy đôn chạy đáo, lo lắng mọi việc. Nhưng nếu tháo giác, con người sẽ có thu hoạch khá bất ngờ và hậu hĩnh. Về các vận người, tuổi Kỷ Mùi có thể hy vọng vào hàng cát tinh, mang ý nghĩa ơn huệ của nhà vua. Đường cầu danh quan lộ của bản mệnh sẽ gặp nhiều thuận lợi dưới tác động của cục diện nguyệt lệnh lâm suy. Con giáp này có tư tưởng an phận, hài lòng với những gì mà mình đang có. Tuổi Kỷ Mùi thích dành thời gian để hưởng thụ cuộc sống hơn là cố gắng phấn đấu cho bằng người này, người khác. Hơn nữa, khi đứng trước các cơ hội, Kỷ Mùi cũng thường xuyên lo lắng, tự ti, không dám tin tưởng vào khả năng của bản thân. Theo tử vi từ nay đến ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch của 12 con giáp, thì thầy tử vi bật mí rằng người tuổi Kỷ Mùi sẽ trải qua một khoảng thời gian khá trầm lắng và chưa có bước phát triển nào đáng kể. Các kế hoạch có dấu hiệu dậm chân tại chỗ, nhưng chính Kỷ Mùi cũng không tìm thấy động lực để thúc đẩy bản thân khắc phục tình trạng trên. Tình hình tài chính dù không đến mức sa sút, nhưng cũng khó có thể phát triển. Trong thời điểm này, Kỷ Mùi thường xuyên thay đổi các quyết định của mình.
nên công việc nào cũng dễ dàng, khó thu lại thành quả như ý. Việc thường xuyên chần chừ do dự cũng sẽ khiến Kỷ Mùi bỏ lỡ những cơ hội kiếm tiền. Tuy nhiên, theo tử vi từ này đến ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch của tuổi Kỷ Mùi cho thấy rằng tình cảm lại là điểm sáng không thể bỏ qua trong vận trình của bản mệnh. Con giáp này nhận ra xung quanh mình luôn có người yêu thương, giúp đỡ và sẵn sàng cùng mình vượt qua mọi khó khăn. Bản mệnh rất cảm động và mong muốn đáp lại đối phương một tình cảm tương tự. Tiếp theo ngay sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống của tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, từ nay đến ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch 2024. Xét về phương diện tình cảm, gia đình và các mối quan hệ của tuổi Kỷ Mùi 1979, từ nay đến ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch. Căn cứ tử vi từ nay đến ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch của tuổi Kỷ Mùi thấy rằng phương diện tình duyên lại là điểm sáng trong vận trình của người tuổi Kỷ Mùi. Trong cái rủi có cái may, bạn có thể nhận ra ai là người tốt bụng, chân thành với mình và sẵn sàng cùng mình vượt qua mọi khó khăn. Người độc thân phải đối diện với nhiều điều không như ý muốn. Có những lúc bạn muốn buông xuôi, phó mặc số phận để mọi việc được đến đâu thì đến, nhưng chính những lúc như thế này lại có người xuất hiện, truyền thêm cho bạn động lực, giúp bạn tin tưởng hơn vào bản thân. Những việc người đó làm có thể khiến Kỷ Mùi cảm thấy rất cảm động, bạn cũng nhận ra được những cảm xúc chân thành mà đối phương dành cho mình. Vì thế, nếu có thể hãy cho người ấy cơ hội được ở bên bạn và hiểu thêm về bạn nhé. Với những người có đôi có cặp, Kỷ Mùi cũng nhận được sự động viên và an ủi của người ấy mỗi khi gặp khó khăn. Nhờ có đối phương mà bạn được tiếp thêm dũng khí và động lực để đối diện với những điều chưa biết trước. Bát đĩa còn có lúc xô, nên gia đạo vẫn còn có chút xáo trộn, thì phi nhỏ có thể do lời qua tiếng lại mà sinh ra. Vậy nên bản thân và mỗi thành viên hãy biết kiểm soát cảm xúc, thấu tình đạt lý, đồng lòng đồng sức để giảm sự hung hại của thời điểm này, biết kính trên nhường dưới, gia đình sẽ luôn hòa thuận. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, từ nay đến ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch. Căn cứ tử vi từ nay đến ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch của tuổi Kỷ Mùi nhận thấy, sức khỏe của bạn có dấu hiệu suy giảm từ nay đến ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch này. Bản mệnh thường xuyên thấy mệt mỏi và lo lắng nên không muốn làm bất cứ việc gì. Dù không có sự cố nào lớn xảy ra, nhưng Kỷ Mùi vẫn cảm nhận được áp lực nặng nề. Con giáp này cần rèn luyện cách suy nghĩ lạc quan và tích cực hơn, như vậy thì bạn mới có thể cảm thấy khỏe mạnh và tràn đầy sức sống. Còn nếu lúc nào cũng đắm chìm trong những suy nghĩ bi quan, bệnh tật, thì bạn sẽ chỉ ngày càng thấy mệt mỏi hơn thôi. Nếu mắc bệnh trong khoảng thời gian này, Kỷ Mùi cũng nên chủ động chạy chữa, đừng vì sợ hãi mà tìm cách kéo dài thời gian, càng chữa bệnh sớm thì Kỷ Mùi sẽ càng khỏi bệnh sớm. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp của tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, từ nay đến ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch. Tử vi từ nay đến ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch của tuổi Kỷ Mùi cho thấy, Nguyệt lệnh lâm suy gây nhiều tác động xấu đến tinh thần và sự nghiệp của người tuổi Kỷ Mùi. Thời điểm này bạn mong muốn được an phận thủ thường, chứ không muốn đấu tranh hoặc gây thù chuốc oán với bất cứ ai. Tuổi Kỷ Mùi nghĩ rằng mình đang cư xử dĩ hòa vi quý, nhưng thật ra hành động đó đang khiến bạn giận, làm thui chột khả năng và chính kiến của mình. Bạn cần phải đứng lên thể hiện bản thân và quan điểm của mình đúng lúc thì mới khẳng định được vị thế trong tập thể. Khi đứng trước các cơ hội, bản mệnh cũng nên nhắc nhở bản thân tự tin và chủ động nắm bắt hơn. Đừng nên đánh giá thấp khả năng của mình. Cấp trên giao cho bạn nhiệm vụ, tức là đã nhìn thấy tiềm năng nơi Kỷ Mùi. Chỉ cần Kỷ Mùi chịu cố gắng phấn đấu, bạn sẽ dần phát hiện ra những khía cạnh chưa từng biết tới của mình. Dịch mã cũng cho thấy, thời điểm này tuổi Kỷ Mùi chăm chỉ làm việc, không ngại xông pha, thì bạn có thể đạt được những thành tích mà đến chính mình cũng không ngờ đến. Hãy coi khó khăn, vất vả là yếu tố không thể thiếu trong quá trình rèn luyện, hoàn thiện bản thân. Xem tử vi từ nay đến ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch của tuổi Kỷ Mùi thấy rằng, một số người tuổi Kỷ Mùi hoang mang với con đường tương lai, thì bạn có thể hỏi xin ý kiến của những người đi trước, đừng vội vã chạy theo bước chân của bất cứ ai. Đồng thời hãy dành thời gian lắng nghe suy nghĩ của chính bản thân mình, bạn sẽ biết đâu là điều mình thật sự hướng tới. Ngoài ra, còn có dịch mã động tinh tọa mệnh tinh tú này đại diện cho sự thăng tiến, thay đổi vận động và di chuyển,
có thể thấy công việc thời điểm này của bạn sẽ có điểm thay đổi lớn. Có thể thay đổi công việc, người làm văn phòng e phải hành tẩu Nam Bắc thì công việc mới thuận lợi. Dịch Mã Tinh nhắc nhở chúng ta rằng, có làm chủ được vận mệnh mình thì bạn mới mong có được thành công. Nó vừa là thách thức, vừa là cơ hội, yêu cầu chúng ta phải thay đổi. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, từ nay đến ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch. Tử vi từ nay đến ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch của 12 con giáp cho thấy phương diện tài lộc khá ảm đạm trong suốt tháng. Chủ yếu là do Kỷ Mùi thiếu đi tinh thần hăng hái, tích cực, chủ động đối diện với khó khăn và nắm bắt các cơ hội. Người làm kinh tế thường xuyên chần chừ do dự vì sợ rằng khả năng của mình không đủ. Chính vì vậy mà bạn thường xuyên bỏ lỡ thời cơ tốt vào tay đối thủ. Chứ thực tế nếu Kỷ Mùi chưa thử sức mình thì bạn sẽ chẳng thể biết khả năng của mình đến đâu. Con giáp này không nên quanh quẩn mãi trong vòng an toàn và tự hạn chế khả năng của mình. Ngoài ra, mặt tài lộc vẫn khá tốn kém vì dịch mã động tinh sẽ đem tới điểm báo di chuyển thay đổi. Có thể bạn sẽ phải tiêu tiền cho việc chuyển nhà hoặc đi lại khá nhiều. Muốn có được sự giàu có, chúng ta phải làm ra từ chính đôi bàn tay của mình. Thời điểm này, tuổi Kỷ Mùi thật sự gặp khó khăn trong việc suy tính xem mình với chi tiêu thế nào. Bởi bạn không thích những cuộc tranh luận về tiền nong. Với Kỷ Mùi, tiền dùng để chi tiêu, nhưng chi tiêu như thế nào cần phải chi tiết và rõ ràng. Tuy nhiên, những việc bất ngờ xảy ra trong thời điểm này lại khiến tuổi Kỷ Mùi không thể chủ động túi tiền của mình. Vì thế điều này khiến bạn cảm thấy bức bối. Dịch mã cho thấy, muốn kiếm được tiền và đầy túi thì thời điểm này Kỷ Mùi không nên sợ vất vả, bôn ba. Nhiều khi những sự cố bất ngờ xuất hiện lại là lúc bạn biến nguy thành cơ hội để khẳng định bản lĩnh của mình. Khi bạn đã gây được tiếng vang trên thị trường thì lượng khách hàng đổ về ngày một đông đúc hơn. Thời điểm này, đồng tiền chưa thực sự dư giả thì bạn hãy chú ý hơn đến chuyện chi tiêu. Tốt nhất chớ phung phí chạy theo thị hiếu của thị trường. Sức khỏe bất ổn sẽ khiến bạn phải tốn một khoản để chạy chữa. Vì thế, nhớ để sẵn một khoản dự phòng. Quý khán giả thân mến, trong từng giai đoạn của thời điểm từ nay đến ngày 15 rằm Tết Trung Thu tháng 8 âm lịch 2024 sẽ có những cơ hội hay thách thức nào đang chờ đón tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 thì ngay sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trong 4 ngày 1 cùng cẩm nang dượng vận của tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979. Đầu tiên là tử vi từ ngày mùng 8 đến ngày 11 tháng 8 âm lịch của tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979. Xem tử vi từ ngày mùng 8 đến ngày 11 tháng 8 âm lịch của 12 con giáp, người tuổi Kỷ Mùi dù không muốn tin vào sự xui xẻo mà nguyệt lệnh mang tới cho mình, nhưng quả thật trong những ngày này, bạn gặp phải quá nhiều chuyện bất ngờ ngoài ý muốn, quả quyết quang rình rập, bản mệnh đi đứng cẩn thận nhé. Trong những ngày này, vận trình tình cảm của tuổi Kỷ Mùi cho thấy sự giằn xé trong nội tâm của bản mệnh. Bạn vừa muốn làm theo lời lý trí mách bảo, vừa sợ hãi chính những cảm xúc trong trái tim mình, sợ rằng bản thân sẽ bị tổn thương nếu mở rộng yêu đương. Xét về công việc trong những ngày này thì khá ổn định vào thời điểm ngày đầu. Tuy nhiên, từ ngày giữa thời điểm này trở đi thể hiện sự kém may mắn vì bị tiểu nhân che mờ mắt. Bản thân tuổi Kỷ Mùi cũng cố chấp không chịu lắng nghe lời khuyên của bất cứ ai. Tiền bạc trong những ngày này khi có khi không, về cơ bản không tích lũy được gì. Mặc dù con giáp này kiếm được tiền từ chuyện làm ăn, buôn bán, nhưng lại xảy ra những chuyện ngoài ý muốn về vấn đề sức khỏe, nên tiền của vẫn cứ thay nhau đội nón ra đi. Quý nhân là tuổi Hợi và tuổi Mão, tiểu nhân là tuổi Tuất và tuổi Thân. Màu sắc may mắn nâu, vàng. Con số may mắn 16, 21, 30 và 57. Tử vi từ ngày 12 đến ngày 15 rằm Tết Trung Thu tháng 8 âm lịch của tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979. Xem tử vi từ ngày 12 đến ngày 15 rằm tháng 8 âm lịch, người tuổi Kỷ Mùi vận trình có phần khởi sắc hơn, nhất là về phương diện tình cảm. Con giáp này dễ có người thầm thương trộn nhớ mà bày tỏ tình cảm. Hãy cân nhắc kỹ càng để không bỏ lỡ hạnh phúc bạn nhé. Những người tuổi Kỷ Mùi vốn có nhiều tham vọng trong sự nghiệp, nhưng không phải lúc nào cũng được như ý muốn. Dù có các tinh ở bên trợ mệnh, nhưng cũng chỉ giúp con giáp này không phải đối diện với khủng hoảng quá lớn mà thôi. Thiên ấn các tinh thể hiện sự lạc quan sáng tạo, nhưng khi mà thương quan luôn gây sao nhãn tinh thần thì có thể bản mệnh sẽ gặp phải những chuyện ngoài ý muốn, mắc phải sai sót không có cách nào sửa chữa mà phải trả giá thôi.
Xem vận trình tài lộc của tuổi Kỷ Mùi trong những ngày này, tài lộc không ngừng đổ về nhà. Thu nhập của tuổi Kỷ Mùi trong thời điểm này chủ yếu đến từ việc làm thêm nghề tay trái, hay đơn giản là do may mắn được người khác mang tiền tới trao tận tay mình. Quý nhân tuổi Ngọ và tuổi Tỵ, tiểu nhân là tuổi Thìn và tuổi Tuất. Màu sắc may mắn trắng, xanh. Con số may mắn 44, 39, 58 và 62. Quý vị thân mến, vừa rồi là những chia sẻ của Minh Đường Tử Vi từ nay tới rằm tháng 8 âm của anh chị tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, và bây giờ sẽ là một được nhiều anh chị đang chờ đợi từ đầu chương trình tới giờ, đó chính là hóa giải vận hạn. Đầu tiên là đối với nam mạng tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979. Theo sao chiếu mệnh, sao La Hầu. La Hầu là hung tinh, rất kỵ với nam giới. Dân gian có câu nam La Hầu, nữ kế đô để ám chỉ đây là sao hạng nặng với tuổi Kỷ Mùi nam mạng. Năm có La Hầu chiếu hay gặp những điều không lành, dính dáng đến pháp luật, cửa quan, gây khẩu thiệt, chuyện thị phi, tai ương, ốm đau bệnh tật, tai nạn, gây hao tổn tiền tài. Xấu nhất là tháng 1 và tháng 7 âm lịch, nên tránh thời điểm này khi muốn tiến hành đại sự. Theo niên hạn, hạn tam kheo. Tam kheo chủ về thương tật ở tay chân, các chứng bệnh về xương khớp hay liên quan đến thị lực. Theo đó, nhắc nhở đương số đi xe cộ nên cẩn thận, đề phòng bị té ngã hoặc gặp tai nạn bất ngờ. Theo vận niên, năm Giáp Thìn, tuổi Kỷ Mùi nam mạng gặp vận niên Long Đắc Vũ, tức rồng, được cơ hội làm mưa cho thiên hạ. Hình ảnh này mang hàm ý một năm hay lo việc bao đồng, chỉ đi lo việc cho kẻ khác, chạy đôn chạy đáo khắp nơi cũng vất vả lắm, trong khi đó việc của bản thân thì khó bề như ý. Về tình cảm, đầu năm là thời điểm các khí hanh thông, nên tranh thủ mưu cầu đại sự, chứ càng để đến cuối năm sự khó mà thành. Cách hóa giải vận hạn, hóa giải sao La Hầu theo phong thủy năm 2024. Đồ phong thủy, sao La Hầu là sao thuộc hành kim, có thể sử dụng những vật phẩm phong thủy thuộc hành thủy để khắc chế, giảm bớt những tai họa xui xẻo có thể xảy ra. Mệnh chủ nên dùng những đồ vật hay mặc trang phục màu đen, màu xám, màu xanh biển. Cũng có thể sử dụng vật phẩm phong thủy làm từ đá thạch anh đen, thạch anh khói, thạch anh tóc đen, mã não xanh dương, sapphire. Về tinh thần, luôn nhắc nhở bản thân hành sự cẩn trọng, kiểm soát tốt cảm xúc sẽ tránh được họa thị phi, kiện tụng. Ngoài ra, đừng buông chuyện mà nói xấu, đặt điều cho người khác, cũng đừng vì danh vọng mà bất chấp, nên suy nghĩ kỹ trước khi nói, khi làm. Về cách hành sự, đừng bao giờ có ý định dùng tiền bạc để đổi lấy danh lợi, đi hối lộ, đổi chác công danh, tiền tình. Đừng đồng lõa với những kẻ xấu bụng làm chuyện gian ác, kẻo sẽ nhận hậu quả khôn lường. Tích cực làm việc thiện, làm nhiều việc tốt, việc thiện giúp đỡ mọi người, xã hội, thường xuyên phóng sinh, dần dà tai ương sẽ tan biến. Hóa giải hạn tam kheo năm 2024. Về sức khỏe, đi lại cẩn thận, tránh xảy ra các tai nạn giao thông bất ngờ. Đồng thời cần duy trì chế độ ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý, thường xuyên rèn luyện thể dục thể thao nhằm tăng cường sức đề kháng. Đặc biệt không nên làm việc quá sức, tránh các căn bệnh về xương khớp tay chân. Ngoài ra, tránh sử dụng quá nhiều các chất kích thích gây hại cho sức khỏe như rượu, bia, thuốc lá. Về tinh thần, đương số hành sự bình tĩnh, tránh nóng vội mà đưa ra quyết định sai lầm. Mưu sự lành mạnh, không toan tính hãm hại người khác. Đặc biệt là những người làm cơ khí nên mặc đồ bảo hộ đầy đủ và kỹ càng. Điều này tránh được một số tai nạn lao động bất ngờ xảy ra nguy hiểm đến tính mạng. Về tâm linh, để tìm sự bình an trong cuộc sống, gia chủ nên thường xuyên đi chùa, thắp hương cửa Phật. Điều này giúp tâm hồn trở nên tâm tịnh và thư giãn phần nào mệt mỏi, áp lực từ cuộc sống. Đối với nữ mạng tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979. Theo sao chiếu mệnh, sao kế đô. Kế đô là hung tinh, rất kỵ với nữ mạng Kỷ Mùi. Gặp sao này chiếu mệnh, công việc bị trục trặc, tiền bạc hao tổn nhiều. Đương số dễ gặp nạn tai, bệnh tật, tàn khó hay họa vô đơn chí bất ngờ. Cũng cần đề phòng chuyện thị phi hay trong gia đình có chuyện không may. Cẩn trọng nhất vào tháng 3 và tháng 9 âm lịch, cuộc sống gặp nhiều khó khăn, trở ngại, lao đao lận đận. Theo niên hạn, hạn thiên tinh. Gặp hạn thiên tinh phải đề phòng ngộ độc thực phẩm, nhẹ cũng gây một phen lao đao cho sức khỏe, nghiêm trọng còn nguy hiểm tính mạng.
Đi ra ngoài cẩn trọng có thể gặp chuyện tai bay dạ gió, nên chú ý lời ăn tiếng nói. Theo vận niên, năm Giáp Thìn, tuổi Kỷ Mùi nữ mạng gặp vận niên Long Đắc Vũ, tức rồng, được cơ hội làm mưa cho thiên hạ. Hình ảnh này mang hàm ý một năm hai lo việc bao đồng, chỉ đi lo việc cho kẻ khác, chạy đôn chạy đáo khắp nơi cũng vất vả lắm, trong khi đó việc của bản thân thì khó bề như ý. Về tình cảm, đầu năm là thời điểm các khí hanh thông, nên tranh thủ mưu cầu đại sự, chứ càng để đến cuối năm sự khó mà thành. Cách hóa giải vận hạn. Cách hóa giải sao kế đô theo phong thủy. Đồ phong thủy, sao kế đô là sao thuộc hành thổ. Muốn hóa giải được những nguồn năng lượng tiêu cực từ sao này thì cần phải dùng hành kim để tiết chế. Do đó nên mặc những đồ màu trắng, bạc, tám, y. Có thể dùng những vật phẩm phong thủy làm bằng đá quý màu trắng như thạch anh trắng để áp chế. Tích cực làm việc thiện, chủ động làm nhiều việc thiện giúp đỡ mọi người xung quanh, thường xuyên phóng sinh, dần dà tai ương sẽ tan biến. Việc dân sao giải hạn tốn kém, mất nhiều công sức mà chưa chắc đã có được hiệu quả bằng chính việc làm của bản thân mình. Hóa giải hạn thiên tinh năm 2024. Về sức khỏe, chú ý đến ăn uống, tránh bị ngộ độc thực phẩm. Dành nhiều thời gian chăm sóc sức khỏe bản thân, tránh ăn những thực phẩm khó tiêu. Nhẹ thì thường xuyên đau bụng, tiêu chảy, nặng thì phải cấp cứu vì bị ngộ độc thực phẩm. Làm ăn, trong làm ăn, người gặp hạn này cần cẩn thận và tính toán hơn. Không nên tin lời người khác mà làm ăn sai trái phạm vào pháp luật. Mọi việc xảy ra cần bình tĩnh và nhẫn nhịn, tránh xung đột dẫn đến kiện tụng ra tòa. Tu tâm, làm nhiều việc thiện, năng làm việc thiện giúp đỡ mọi người xung quanh là cách tích phúc đơn giản mà vô cùng hiệu quả. Ngoài ra, đương số nên thường xuyên đi chùa tĩnh tâm hay thắp hương cầu bình an cho gia đình. Bí quyết cải mệnh của tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, từ nay đến ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch này. Mọi thứ đều là vô thường, điều đó có nghĩa là bất kỳ sự vật nào tồn tại trên đời này được không thể giữ nguyên mãi, không thay đổi và tiếp tục duy trì hình dáng ban đầu. Nó luôn luôn thay đổi bản chất của nó, sẽ từ từ thay đổi và cuối cùng sẽ biến mất. Ví dụ thân thể chúng ta luôn luôn chuyển hóa trải qua sinh lão bệnh tử, rồi cuối cùng biến mất trên khỏi đời này. Kể cả núi sông, đất trời, đại địa và vũ trụ cũng vậy. Chúng đang trải qua quá trình thành sống thay đổi, không sinh sống và chết. Hãy tu tâm để thấy mọi thứ trên đời này đều là vô thường. Khi thấu hiểu được điều này, bạn sẽ không còn đau khổ hay bất an nữa, chấp nhận mọi sự việc một cách nhẹ nhàng. Đời người thật ngắn ngủi, để rồi thoáng chốc hiểu ra một điều: được sống thanh thản, hưởng trọn niềm yêu thương là điều quý giá. Các bạn nên hạn chế việc đổ thừa cho hoàn cảnh, cho số phận, cho cái này, cái kia. Nếu bỗng một ngày mọi việc xảy ra như ý muốn, người nghèo có nỗi khổ của người nghèo, người giàu có nỗi khổ của người giàu. Chẳng ai sung sướng mãi mãi cả, và cũng chẳng ai khổ hoàn toàn cả. Nghèo khổ vì không đủ no ấm, giàu khổ vì áp lực mất tiền vào tay kẻ khác. Tất nhiên là còn hàng trăm ngàn lý do khác. Quý vị thân mến, chương trình đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian lắng nghe hết video. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong những chương trình lần sau.